Dự báo thời tiết 10 tháng 7, Nam Bộ và Tây Nguyên mưa to, nguy cơ lũ quét khắp nơi. Một số tỉnh Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi. Theo bản tin dự báo thời tiết mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ, nên trong đêm qua 9 tháng 7, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng. Hiện nay 10 tháng 7, giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ. Dự báo, trong ngày và đêm hôm nay 10 tháng 7, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Thời tiết khu vực Hà Nội trong ngày và đêm nay, có lúc có mưa rào và dông. Cảnh báo mưa vừa, mưa to ở Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện nay, giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh từ nay đến ngày 12 tháng 7, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, cấp 1. Dự báo, do mưa lớn, ở thượng lưu các sông từ Quảng Trị đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên, có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 1m đến 3m. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên, đặc biệt tại các tỉnh như Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp. Hôm qua, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng, một số nơi có mưa to như Mường Tè, Lai Châu 39,5mm, Bắc Yên, Sơn La 39,4mm, Kim Bôi, Hòa Bình 41mm, Ba Vì, Hà Nội 70mm. Dự báo từ hôm nay, mưa ở Bắc Bộ giảm dần. Tại Hà Nội, đêm và sáng nay có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất ở mức 25 độ C, cao nhất 33 độ C. Hình thái này cũng duy trì ở khắp các tỉnh, miền Bắc, Trung, Nam trong hôm nay. Tin cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển. Hiện nay 10 tháng 7, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới, có trục đi qua khu vực Bắc Biển Đông, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, đang gây ra mưa dông cho khu vực Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, đã có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, 8, biển động. Dự báo, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới, có trục đi qua khu vực Bắc Biển Đông, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh, ở khu vực Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, tiếp tục có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 1. Dự báo thời tiết cho các khu vực trong cả nước, ngày và đêm 10 tháng 7 năm 2018. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-99%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực đồng bằng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-99%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C. Thanh Hóa Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-97%,
nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 đến 95%, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 64 đến 98%, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Nam Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 61 đến 98%, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Hà Nội, nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh, độ ẩm 65 đến 97%, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. We'll be right back.